Xin kính chào quý khách, hiện tại Đăng Phương vừa lắp xong một bộ cam 360 Owin Sony hãng Baxin 100% cho xe CRV bản 2019. Thì bây giờ em xin bật cam nhé. Cam trước. Có đánh lái theo vô lăng. Bật nút cảnh báo thì sẽ hiện ra hai cam ở bên lề ghép vào để mình có thể căn cam.